Ok, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của chúng ta. Thì hôm nay chúng ta sẽ review một cái update mới của TaxiBot. Tôi thấy là rất là hay luôn, phải nói là cái update này nó đổi cả game luôn. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ vẫn có hôm nay tôi sẽ nói ra tại sao mà tôi không quay cam. Tại vì là quay cam rất là lag. Không hẳn là lag mà là tôi đang mặt nó bá quá, nhưng mà tôi cảm thấy tôi quay thôi. Thì như các bạn thấy ở đây là tôi đã farm cái time trial, tôi có được con Porsche 911 Turbo S này. Tức là hai của tôi phải farm cái time trial. Cái time trial ấy là update trước rồi, nhưng mà tôi chưa kịp quay. Thực ra là chưa kịp quay mà là không muốn quay. Thì cái time trial nó sẽ được những xe miễn phí. Đây, đây chiếc xe này này sẽ là cúp đồng. Cúp vàng là chiếc Porsche lúc nãy, còn cúp đồng là chiếc xe này. Thì đấy là cái update trước. Còn update này rất là hay luôn các bạn. Update này là thì nữa tôi sẽ nói, nhưng mà bây giờ tôi sẽ vào đây trước nhé. Có hai cái lúc đầu nó chỉ là zone race thôi, nên các bạn phải farm với cả cái này. Còn cái time trial này này là có 4 cái cúp. Một là cái cúp đồng này, một là cái cúp silver là bạc này, một cái cúp là gold này, một cái cúp là platinum, một cái cúp là vàng, một cái cúp platinum như là gì đó, tôi không biết. Nhưng mà cái đồng này này thì các bạn sẽ được nhận trước BMW M2. Đây M2 này này, nhận được cúp silver cúp bạc sẽ được trước Diablo này này, và cúp vàng này, và con Jesco ấy là cúp platinum. Con Jesco rất là hay với tôi đang sắp sửa có được con Jesco rồi các bạn ạ. Tôi sắp có được con Jesco rồi. Đây tôi sẽ, đây là 9/10 rồi này, tôi sắp sửa thu được con Jesco rồi. Và những chiếc xe khác thì tôi vẫn chưa mua, nhưng mà rồi sẽ mua sau. Thực ra tôi đã có 1 triệu rồi, nhưng mà tôi thiếu mất. Thì cái update này là update buổi tối. Vâng, rất là hay luôn, tôi thấy là rất là hay luôn. Để chỉnh được sáng tối nhé các bạn. Chỉnh được sáng tối nhá. Trong trò TaxiBot thì lúc đầu ấy là TaxiBot là cái trò này là nó không chỉnh được sáng tối. Nó chỉ có mỗi sáng và bình thôi, bình minh thôi. Thì bây giờ chúng ta đã có chỉnh sáng tối đây, daytime đây. Và cái window line này đây, round này là kiểu hơi ui, cái này như kiểu là thế nào bây giờ nhỉ? Tôi không biết là sáng hay là bình minh hay là nửa đêm nữa, chắc là nửa đêm các bạn. Quá đẹp luôn, thời kính như thế này. Đây, night, đây là đêm hoàn toàn nha, đây là đêm hoàn toàn luôn. Và có những cái hiệu ứng như là đèn này, rồi là reflection này, rồi là các cái ánh sáng ô cửa sổ ở bên những cái tòa nhà này. Thì các bạn có thể chỉnh đây, ví dụ như là cái này là độ phản chiếu của cái đèn này chẳng hạn. Đây, cái độ phản chiếu này xuống dưới mặt đất là low này, là thấp này, và off là không có luôn này. Rồi, đấy. Và các cái cửa sổ bên kia thì đây, các cái cửa sổ bên này thì là low này, và ít này, và không có luôn. Đấy, rất là hay luôn các bạn. Và tiếp theo là sunrise, là mặt bình minh. Đấy, bình minh đây, trông cực kỳ đẹp luôn các bạn ạ. Đấy, trông rất là đẹp luôn. Bình minh này thôi, bình minh thì tôi sẽ đi đón khách trước ạ. Tôi sẽ đón trước 9.4 này, 9.4. Sộp đấy, khách sộp đấy. Let's go. Nhưng là em tôi vừa mới về thôi chứ. Thì nha, có xi nhan, có đèn. Trò chơi này cuối cùng cũng đã mở được đèn rồi. Tại vì lúc đầu là nó không mở đèn. Lúc đầu là nó kiểu nó đèn không luôn, nó không mở được đèn. Thì bây giờ là các bạn ấn L để mở đèn. Đây. Đấy, L để mở đèn này. Tắt con đèn này. Đấy, thì đây có cái control này, các bạn ấn vào đây là các bạn có thể thấy này. Đây, L đây. E đây, Q, E, Q, E, Q là xi nhan này. Và G là đường cảnh báo của một kiểu ấy. Tiếp theo chúng ta sẽ thử cái mod là sunset. Hoàng hôn. Ui ha. Rồi, xin lỗi các bạn nhé. Đây, hoàng hôn này. Ui, đẹp quá. Đẹp. Ui, ôi, hoàng hôn. Đây là hoàng hôn. Ui, nhìn chung là rất là thật nhưng hay cực. Ok, có thể tôi là một cái thằng không bao giờ chạm cỏ. Có thể tôi là một cái thằng không chạm cỏ nhiều, nhưng mà thế này là graphic quá là đẹp. Các bạn mà chế thì tôi đấm vào vòng.
Tiếp theo chúng ta sẽ thử nốt cái mode cuối là no mode à đâu là mode daytime thì là vẫn là mode bình thường như lúc nãy mình thấy rồi. Đây. 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 À, dust này. Dust này nó cũng giống như cái kiểu là trông nó hay nhỉ các bạn. Dust này giống dawn nhỉ. À đâu dawn là kiểu nửa đêm, dust là kiểu gần sáng, 4 giờ sáng. Hay phết các bạn ạ. Đây, nhưng mà bật đèn lên nó sẽ như này. Ui. Ui. Holy fuck. Ok rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ thử nốt những chiếc xe mới. Thì đây. Tôi sẽ vào garage trước nha. Garage này dám mà mình có thể kiểu bật tắt đèn được kiểu ấy. Ví từ airlock ra. Ui. À, bây giờ tôi mới biết này. Thôi thì tôi cứ để đấy cho chúng nó đây. Thì car shop thì tôi những chiếc xe mới đây này. Trong đó có chiếc Toyota Supra và chiếc Porsche 911. Chiếc 911 gì đấy, cái đời này là đời gì ấy, tôi không nhớ, nhưng mà đây và một chiếc Supra và chiếc BRZ, Subaru BRZ. Thì bây giờ tôi sẽ vào đây, tôi sẽ chuyển thành chiếc đây Supra có body kit Fast and Furious 2 nha các bạn. Đây các bạn, của con của Paul Walker ấy các bạn ạ. Đây này, tôi để cái màu cam. Ui màu cam, từ đấy thì màu cam xong nóc cam là nó sẽ là cái màu trong Fast and Furious, nhưng màu này mới đúng đây. Ui hay phết nhỉ các bạn nhỉ, trông giống trong Fast and Furious cực luôn ấy. Nhưng mà tôi sẽ không để cái màu này vì cái màu này cringe cực. Thì nếu mà các bạn bỏ body kit ra ấy thì nó sẽ là như này. Đây tôi để cái màu này là để cho cái stock thôi, chứ tôi để body kit là tôi lấy cho tiêu tiền thôi. Tiếp theo là chiếc đây BRZ, đây BRZ nhìn trông hay quá luôn các bạn. Ui. Đấy thì cái này nó còn có thêm một cái customize mới nữa là cái camper, là cái độ nghiêng của bánh xe. Đấy thì độ nghiêng của bánh xe stock là đây này, 10 degrees là cực nghiêng luôn. Tôi sẽ để này, rất là hay luôn. Đấy, cái body kit thì nếu mà các bạn không muốn thì các bạn để cái stock. Đây, stock là nó sẽ như này, rất là đẹp phải không ạ. Tiếp theo là chiếc Porsche 911 935 mà đâu 930 gì đấy. Nó có cái Rocket Bunny body kit này, rất là đẹp luôn các bạn thấy. Ui dồi, ám chiến cực kỳ. Nhưng mà lúc mà các bạn bỏ ra thì nó sẽ nhìn trông nó hơi bị, các bạn biết rồi đấy, nó hơi bị gọi là cái. Còn đấy là ba xe mới thôi, còn tôi sẽ lái thử sau. Bây giờ 8 phút video, 8 phút rồi thì review các cái tính năng trong update mới là xong rồi. Đây tính năng thì có đèn đây các bạn thấy là ui, xe này ui, phải nói là quá đẹp luôn các bạn ạ. Đấy đẹp không các bạn, ui trông ác chiến thật sự luôn. Tôi chưa tun động cơ của con này nên là đi nó vẫn khá là chậm, nó không hợp với cả cái body kit cho lắm. Nhưng mà vấn đề là ai quan tâm chứ, tôi mua này tôi gọi là sưu tầm thôi mà, collect thôi mà. Rất là đẹp luôn các bạn, cái graphic trong này phải nói là ui dồi quá đỉnh luôn các bạn ạ. Tôi thấy là cái graphic nó rất là đẹp luôn. Tiếp theo là chúng ta sẽ thử chiếc Supra. Thì thời lượng của cái video này nó cũng không có nhiều nên là thôi, mình cứ làm đến đâu thì làm đến đấy. Mình sẽ có một cái video cruising sau. Mình hiện tại là chỉ như này thôi. Một cái Supra này đi, nhìn cái model nó rất là giống thật luôn các bạn. Model rất là hay luôn. Đấy. Trông rất là hay. Đấy, ui, cái xì nhàn. Tại sao đèn lùi lại màu cam? Tôi không có đang thắc mắc, tôi không hiểu tại sao đèn. Ui. Tại sao mày chèn lên con Supra của ta? Trời ơi, một chiếc SUV chèn lên chiếc Supra của tôi. No. Supra của tôi, my Supra. No. Get out. No. Get out. Tiếp theo thì ui nó đẩy xe tôi. Máu nhỉ. Tiếp theo là chiếc Subaru BRZ. Rất là hay. Trong góc này trông ngầu thực sự. Để sunset, nhìn trông nó nhìn
nó rất là romantic ấy, kiểu nó lãng mạn xong rồi nó ấy. Nhưng mà nhìn trông nó rất là hay luôn các bạn. Hồng hồng, tím tím rồi. Đây, chiếc WZ đây. Quá đẹp luôn các bạn, phải thấy cái quả graphic này. Nó đẹp thế nào ấy. Cái update này nó quá là hay luôn các bạn ạ. Rất là hay luôn. Cái góc này cực kỳ cool ngầu luôn các bạn ạ. Ôi, đèn xi nhan nó ở dưới luôn. Đây thì ba xe mới đấy thôi. Cảm ơn các bạn xem nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn.